vô hạn. Từ 176 lên phương bộ này phòng mộ ta nhé. Thánh chủ, bạch mộ không sao là tốt rồi. Nhờ có thánh chủ nên cứu, nếu không e rằng không chỉ bị thương nặng như vậy. Thì tự không cần cảm thấy có lỗi. Ngươi là đệ tử của Thánh Huyền Tông chúng ta. Không chỉ người mà bất cứ đệ tử nào của bổn thánh chủ cũng sẽ không bỏ mặc. Thánh chủ, các người là muốn làm gì? Ta là đến cùng xem vết thương của thánh chủ. À đúng vậy, dù sao thì cũng cùng mạch cốt đại thánh đồng quy đạo pháp. Thánh chủ sợ là không trụ được bao lâu nữa phải không? Người có ý gì? Tin hay không thì ta sẽ nát cái miệng của người. Hà tất gì phải tức giận? Những gì ta nói đều là sự thật. Thánh chủ, người tự mình nói đi hả? Có phải là người sắp chết không? Người có tin hay không? Bây giờ ta vẫn có thể giết ba người bọn người. Người không tin? Ta có thể thử một người trước. Tên thánh chủ này đang giả bộ sao? Lấy nào hắn vẫn còn sẽ chiến đấu? Bỏ đi, cũng không cần phải đối đầu với người sắp chết. Bỏ đi, bỏ đi. Thánh chủ, bọn ta cũng là quan tâm đến vết thương của thánh chủ mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta thực ra là đến để thương thảo về phần thưởng cho đại hội lục ma lần này. Tuy ma đại hội lần này thánh địa của ta cũng đã giành được thắng lợi chưa từng có, tiêu diệt hoàn toàn lưu quỷ, xứng danh hậu bối thiên kiều. Theo như vị cũ thì đệ tử nào diệt nhiều kẻ địch nhất thì có thể tiến vào tiên thiên bảo địa để lựa chọn cơ duyên. Nếu đã như vậy, vậy thì mở tiên thiên bảo khố rồi. Tiên thiên bảo khố là cái gì? Đúng như là tên gọi, là một kho báu trời cho đã tồn tại vô số năm. Sau mỗi lần tùy mà đại hội thì có thể mở ra một lần. Tiên thiên bảo khố thì yêu cầu tứ đại thánh địa cùng mở mới được. Người giết địch nhiều nhất thì mới có tư cách để bước vào. Tiên thiên bảo khố xuất hiện rồi. Tiên thiên bảo khố Thánh Huyền Tông ta đã mấy trăm năm chưa bước vào rồi. Trong mấy trăm năm qua thì Thánh Huyền Tông của chúng ta chưa bao giờ giành được cái vị trí thứ nhất tại sát ma đại hội. Bạch mặt, lần này ngươi nhất định phải là người tiến vào tiên thiên bảo khố. Được, rất tốt. Tiên thiên bảo khố đã khai mở rồi, nên thảo luận để tìm ra được người lựa chọn. Việc này còn thảo luận sao? Đương nhiên là đệ tử của Thánh Huyền Tông bạch mặt. Hỗn độn thánh địa ta không đồng ý. Thành Long thánh địa ta cũng không đồng ý. Các người mắc mù vì sao? Không thấy bạch mặt đâu là hàng phục ma tộc thiên kiều. Các người lỗ tai điếc rồi sao? Tất cả mọi người đều nói là bạch mặt lực vườn cứu vớt mọi người. Ai nhìn thấy chưa? Ai nghe thấy chưa? Ta nhìn thấy, nghe thấy rồi. Ta cũng đã nhìn thấy rồi. Hai người các người đều là đệ tử Thánh Huyền Tông, đương nhiên là nói để cho bạch mặt. Các người lời nói há có thể giữ lời? Không biết xấu hổ. Ta hôm nay tạm gác mấy cái lời này sang một bên. Thánh Huyền Tông không có tư cách để tiến vào tiên thiên bảo khố. Người tiến vào phải chọn trong người trong ba đại thánh địa khác của chúng ta. Ngoài trừ bạch mặt ra thì ta xem ai dám tiến vào tiên thiên bảo khố. Đáng ghét, đây rõ ràng là hành vi vô lại. Nhược tông không có nhân quyền, Thánh Huyền Tông các người sớm nên hiểu rõ. Thì tự, lời này của người không khỏi quá là không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn thánh địa của ta đưa ra một người tranh đoạt tư cách tiến vào tiên thiên bảo khố. Xem ra đệ tử hỗn độn thánh địa tự biết trình đoạt vô vọng, không ai dám đứng ra rồi. Phí vật, một đám phí vật. Thanh Long thánh địa ta đứng ra một người tranh đoạt tư cách tiên thiên bảo khố. Cái gì? Cái người sao không ai nói cái gì cả? Thanh Long thánh địa trường lão, ngươi còn cười nhạo hỗn độn thánh địa ta sao? Xem ta, Thanh Long thánh địa các người cũng không ai dám lên tiếng. Tại các người điếc hết rồi à? Tiến lên đi. Chư Thiên Thánh, ngồi, đang lỡ cái gì vậy? Hắn vậy mà lại bị thật trưởng lão đến chết, còn chưa khỏi lưng cộng. Trưởng lão không phải là ta không muốn đứng lên, mà là
Mà là cái gì? Mà là ta không xứng. Người là thiên kiêu của vạn tiên thánh gì ta? Vậy mà lại sản xuất tinh thần như thế? Ui, tức chết ta rồi. Chiều tứ con người. Trường lão, ta còn không xứng. Các người. Trường lão, vạn tiên thánh địa đừng la nữa. Thánh địa các người hoàn toàn mất đi lòng tranh giành quyền lực. Xem ra, vẫn là Thanh Long thánh địa ta cầm cờ. Cả nhi tử của Thanh Long thánh địa đâu? Đứng ra, để cho thánh địa khác nhìn thấy phong thái của chúng ta. Các người sao lại? Thanh Long thánh địa trường lão, xem ra thánh địa các người cũng chỉ là 8 lạng nửa cần. Chó chơ mèo lắm lông rồi. Đi nhớt. Trường lão à, người biết đấy, Bạch Mang là nghĩa phụ của ta. Ta không dám cùng với nghĩa phụ đó công lao. Vương Bất Tử. Ta cho ngươi một cái tát. Thế nào? Ai dám đi vào? Nhóc con, ngươi đừng quá tự tin. Hắn công vào thì bọn trường lão ném bộ họ vào. Đi vào cho ta. Cái gì? Không vào được ư? Người, đi vào cho ta. Ây da, đang chết ổn độn tiếng địa ta, vậy mà một đệ tử cũng không vào được. Còn với xem vạn tiên thánh địa của ta đây. Thành Long thánh địa ta mới có tư cách. Không thể nào, điều này không thể nào. Sao một đệ tử cũng không vào được vậy? Từng tên một đúng là không còn mặt mũi nữa mà. Bây giờ bị vá vào mặt bùm bốp rồi chưa? Ngoài trừ ta, không ai có thể bước vào tiên thiên bảo khố. Tiểu nhị, ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì? Chứ dù là ngươi giết thợ mấy người thì thế nào chưa? Thì tử, bổn trưởng lão sẽ không đồng ý cho ngươi đi vào, bởi vì ngươi không có tư cách. Ta không có tư cách sao? Mở to mắt chó của các ngươi mà nhìn cho rõ ràng đây. Đi. Học ấn gì đạo chi chích, 2 ngày, hàng trăm cái, Bạch Mang này đã giết bao nhiêu đệ tử ma tộc vậy? Một người làm sao có thể giết nhiều ma tộc như vậy? Cái này không hợp lễ thuộc, cái này đúng là không hợp với nhận thức của bản trưởng lão. Được lắm, Bạch Mang. Mọi người chém giết 1000 vạn ma tộc. Một người có thể tàn sát 100 vạn bình, người là niềm kiêu ngạo của Thánh Huyền Tông ta rồi. Nếu như ta không có tư cách đó, thì ai có? Đây, bảo khố này chỉ có Bạch Mặt ta mới có thể vào. Vui thiệt. Bạch Mặt của Thánh Huyền Tông ta là đệ tử nhất thiên kiều của thế hệ trẻ. Đặc ý cái gì chứ, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Thiên kiều chân chính của Thánh Địa Thành Long ta còn chưa xuất quan. Thánh Huyền Tông các người đừng có mở ngông cuồng. Tiền thiền bảo cố không phải dễ dàng vào như vậy. Các thế hệ trẻ không thiếu thiền kiều tiến và bảo cố mà tay không đi ra. Bạch Mặt này không nhịn được cũng không chiếm được cái thứ gì. Trong bảo cố, nơi này chính là thiên tiền bảo cố. Có phải nó là trên ngôn hà, hai bên đều là những vì sao? Nói là bảo cố, nhưng mà bảo bối ở đâu? Trên tinh không còn có sa băng. Không đúng, đó không phải là sa băng, mà là một cái rương. Rương báu, chẳng lẽ những sa băng này mới là bảo bối? Hơn nữa thì chất liệu của những cái rương này không giống nhau, có rương gỗ còn có rương sắt. Xem ra, những chất liệu này, chất liệu không giống nhau, bảo bối thì cũng sẽ không giống nhau. Bây giờ là vấn đề, làm thế nào để được một cái rương báu? Ta bắt. Ốc nhật. Thì như quan sát của ta thì tốc độ vào rương gỗ là chậm nhất. Nếu như mà ngay cả rương gỗ cũng không bắt được, thì nói chi là bảo rương bằng chất liệu khác. Cần phải nghĩ cách. Trong tiên văn từng có văn tự tăng tốc độ. Nhanh đi. Có hiệu quả, tốc độ lại nhanh hơn nhiều.
Thiếu chút nữa là tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Mau lên. Có hai văn từ là tăng lên tốc độ, hẳn là không thành vấn đề. Bắt được rồi. Thật là tò mò bên trong có bảo bối gì. Đây là một lọ đan dược. Quả nhiên là đan dược, hơn nữa còn là đan dược trị thương cực kỳ cao cấp. Thứ này vào thời điểm mấu chốt thì có thể dùng để cứu mạng. Tiếp tục. Một lát sau. Một bộ giáp. Có còn hơn không? Điều khiển còn rối à? Thú vị đấy. Xem ra, ở trong rương gỗ đều là đồ chơi nhỏ. Thì tốt thì có lẽ trong rương sắt. Còn có rương bạc, thậm chí là rương vàng. Một lần sử dụng 3 tiền vàng, lại cảm giác hình như cái chút không chịu nổi. Xem ra là sử dụng tiền vàng cũng có hạn chế. Bắt được rồi. Wow, bên trong bảo rường lại còn có vật sống. Mở ra được một con ngựa cao cấp. Úi, con ngựa này rất nhiệt tình. Mục tiêu tiếp theo là mở rường kho báu bạc. Bốn chữ này cảm giác thân thiện cái chút không chịu nổi. Lên. Lại bắt được rồi. Thật là mong chờ bên trong rương bạc sẽ có cái gì đây. Qua. Wow. Đây là thần khí. Khá lắm. Rương bạc vậy mà lại mở ra được một thanh thần khí. Thần khí ở tứ đại thánh địa đều là trấn tông chí bảo. Không ngờ lại bị ta chiếm được một cái. Rương bạc xuất hiện thần khí. Như vậy thì trong rương vàng phải có bảo vật gì đây? Nhất định phải mở ra rương vàng. Lần này tốc độ của ta tuyệt đối là có thể tăng lên tới từ cực hạn. Đây cũng là tiền vàng cực hạn ta vận dụng được. Nhiều nhất đồng thời là vận dụng 5 tiên thủ. Lần này nhất định phải có được một cái rương vàng. Ngay bây giờ. Không ngờ lại không bắt được. Lại lần nữa xem. Bắt được rồi. Bây giờ chữa tiệt con vuông vẫy. Bây giờ ui, cái rương vàng này lại nặng hơn nhiều so với những cái rương khác. Ta lại cầm không nổi à. Đã đến lúc chứng kiến phép màu rồi. Đây là cái gì? Một cuộn giá cụ. Lại cầm ra không được. Ta cũng không tin. Không được, cuốn da dơ này cũng nặng quá. Một cuốn da dơ nhìn qua thì bình thường, mà lại nặng như vậy nhất định là bà búi khó lường. Hơn nữa nó lại đòi hỏi một phương pháp đặc biệt để có được nó. Tỉ tỉ như là lấy máu nhận chủ. Để tôi xem. Úi, lại có tác dụng. Khá lắm, quả nhiên là nhỏ máu nhận chủ thì mới có thể cầm cuốn da dê này. Đây thì đối là bà búi rồi. Đây là cái gì á? Phía trên dày đặc như là mờ cùng, căn bản là nhìn không ra cái gì. Hả? Cuốn da dừa này đang liên kết với thần hồn ta. Bên cạnh người có nội gián. Có ý gì? Xuất hiện chữ rồi. Bên cạnh mình có nội gián á. Đây là đang nhắc nhở ta sao? Nếu như những cuộn da dừa nói là thật, thì ai là nội gián đây? Không gian đang tan vỡ, nên đi ra ngoài thôi. Thì từ kia sao vẫn còn chưa ra? Nhất định là có cái gì cũng không có được, không có mặt mũi đi ra rồi. Có khả năng nào đó tin nó đã chết ở trong đó rồi không? Là bà tử, nghe rủa ai đây? Cái gì? Tiểu tử này không ngờ lại đi ra không có thương tích gì. Đi ra thì sao chứ? Không thấy hắn tì không hay sao? Hiển nhiên là cái gì cũng không được rồi. Tiểu tử, ngươi vừa mắng ai là lão bất tử? Ngươi nghĩ sao? Biết rõ lại còn cơ hội. Một bà bối cũng không có được mà lại dám ngông cuồng như thế.
ta giết ngươi. Cút. Cái gì? Thần khí. Thứ ngươi cầm trong tay là, vậy mà lại là thần khí. Lão Bá Tử, không phải nói ta ở bên trong cái gì cũng không được sao? Ghen tị với ta đi. Tiểu súc sinh, ngươi có được thần khí cũng tốt, bọn trường lão đột lại thì chính là của ta. Cái thứ không bị xấu hổ, vậy mà lại công khai cướp đoạt, làm sao lại dám qua mà được tam đại thánh địa? Các người dám? Dạ. Thanh chủ, con cổ đừng có cô trông đợi nữa, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi, người không thể cứu ti tử này. Chậm. Không hổ là thần khí, ý lực đủ lớn, bổn trương lão cũng có chút động tâm. Thằng nhãi con, tu vi người quá thấp, có thần khí cũng không phải là đối thủ của bổn trương lão. Mau, giao thần khí cho ta không thì chết đi. Ta nỉ. Còn ý được không? Chết đi cho ta. Hào giáp. Cái gì? Ngạc nhiên chưa? Đây cũng là bảo bối ta đạt được ở trong tiên thiên bảo khố. Hả? Không. Ngươi. Lão Bá Tử, ngươi rất nhanh sẽ biến thành lão tử. Ngươi dám? Ta là trưởng lão của Thành Long Thánh Địa. Nói nhiều. Cái gì? Ngươi. Đây. Trưởng lão Thành Long Thánh Địa là bị giết. Đáng đời. Thì súc sinh, ngươi càng rỡ. Sao? Ngươi cũng muốn đột bảo? Không sẽ chết thì có thể thử xem. Ngông cuồng. Tại vì chết ngươi. Tiểu súc sinh, Thanh Long Thánh Địa trường lão không có phòng bị mới bị người giết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có một vài kiện bảo bối thì có thể chống lại ta? Vậy sao? Nhìn đằng sau kìa. Sao cơ? Bị lừa rồi. Chỉ số thông của mượn, thông minh của người thì làm sao mà làm nên trường lão được thế? Tiểu súc sinh, quý kế đà đoàn, ta phải giết ngươi. Nhìn đằng sau kìa. Đủ rồi, người coi bọn trường lão tà ngốc hay sao? Có thể còn bị mất mù người hai lửng. Ây da. Ta thấy người chính là Tình Ngọc. Ngựa ở đâu ra? Ta là ngài quá, con ngựa này cũng là từ ở trong bào cố tiên thiên ta có được. Đại mã thì lúc nào cũng có thể triệu hoán, mà ngược lại có thể sức chiêu bất ngờ, một chiêu kỳ bình. Ta, ấy da, tiễn ngươi về trời. Không, ngươi dám. Cái gì? Trường lão Vàng Tiền Thánh Địa cũng bị giết rồi. Liên tiếp tục giết hai vị trường lão, tiểu tử này điên rồi. Còn ai nữa? Cái này. Hỗn độn Thánh Địa trường lão, ngươi có muốn ra ngoài nhảy nhót một chút sao? Ngươi làm càn. Sao nào? Ngươi có dám đánh với ta một trận không? Ngươi. Tiểu tặc. Hôm nay bọn trưởng lão không chấp nhận với người, chúng ta đi. Tất cả đệ tử của Hỗn Độn Thánh Địa trở về cho ta. Nhận thua đi. Bạch mặt cơn giận này trút xuống nhỉ? Bạch mặt này đánh giá cao nhiều lần, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp rồi. Khoảng cách giữa ta và hắn lại lớn hơn rồi. Anh nghĩ phụ có duyên sẽ lập gặp lại. Sau chiến dịch lần này, tiếng tầm của Bạch Mạc Sĩ Vàng dành khắp tứ đại thánh địa, nhưng mà cũng sẽ đem đến nguy cơ lớn hơn cho Thánh Huyền Tông. Chúng ta cũng về đi. Con trâu này thì sao đây? Dù sao thì cũng là ma tộc. Nó đã bị ta thuần phục rồi. Bản chất là tòa kỳ của ta. Quay về cùng ta đi.
Bạch Mặt à, dơi lắm. À đúng rồi Bạch Mặt, ta bảo cường thăm dò manh mối của Vạn Tường Sơn, Hà Vô Tận hảo trong lục mà đại hội, thì có phát hiện gì không? Không có manh mối nào có chút giá trị. Nhưng mà đó lại có một tòa nhân ma viện, ở trong đó có lẽ lại có thể phát hiện ra gì đó. Chỉ là đó bị cảm chế trận pháp bao phủ, tạm thời vẫn không thể tìm kiếm.